Bạn sẽ làm gì khi con bạn bị mất răng sữa quá sớm? Quá sớm tức là sao? Bởi vì khi mà cái răng sữa đã độ tuổi thay bình thường là 11 đến 12 tuổi, nhưng bé đã bị mất quá sớm, khoảng từ 6-7 tuổi đã mất rồi, hoặc là 8 tuổi đã mất cái răng đó rồi, thì chúng ta sẽ làm gì? Nào, chúng ta hãy đồng hành tiếp cùng với bác sĩ Ngọc Anh trong chuỗi video những case lâm sàng thực tế để ba mẹ có thể tham khảo một cách dễ nhất. Sẽ cùng đi xem hai ca lâm sàng, một ca là mất răng sữa sớm và chỉ một bên thôi, và một ca mất răng sữa sớm cả hai bên luôn. Vậy hãy cùng xem một bên và hai bên thì bác sĩ Ngọc Anh sẽ xử lý như thế nào, có khác nhau không nhé. Nào, chúng ta đi cùng gặp hai bạn nhỏ ngày hôm nay. Và đây là ca đầu tiên, một cậu bé 7 tuổi. Cậu bé 7 tuổi nhưng mà cậu bé bị cái răng năm sữa này. Cái răng này thì 11, 12 tuổi mới thay, thì nó đã bị nứt ra như vậy rồi. Thì các bạn sẽ thấy là bác sĩ quyết định là sẽ phải nhổ cái răng này, tại vì nó không giữ được rồi. Các bạn thấy không, nó bị tét luôn cả cái răng rồi. Thì sau khi nhổ, bác sĩ quyết định là sẽ làm bộ giữ khoảng cho cậu bé. Bộ giữ khoảng ở đây, bởi vì cậu bé chỉ mất có một bên thôi, cho nên bác sĩ làm bộ giữ khoảng khâu vào vòng dây. Thì các bạn sẽ thấy ha, cái răng phía sau mình sẽ gắn một cái vòng nhẫn làm trụ, sau đó mình có một cái dây tựa vô cái răng bên cạnh để làm cho cái răng trụ đó nó không bị nghiêng về chỗ mất răng, và nó không có làm cái chỗ mà sau này cái răng vĩnh viễn ở phía dưới mọc lên. Nào, chúng ta cùng gặp cậu bé thứ hai nhé. Cậu bé này 7 tuổi và cậu bé mất cái răng sữa số 4. Vâng, cái răng sữa số 4 hai bên luôn. Thì cái răng sữa số 4 này thì 10-11 tuổi mới thay lận, mà bây giờ cậu bé mới có 7 tuổi thôi. Cho nên bác sĩ đã quyết định là làm bộ giữ khoảng. Và đây, đây chính là bộ giữ khoảng của cậu bé, tên là cung lưỡi. Cung lưỡi nó sẽ gồm có hai cái vòng nhẫn gắn ở hai cái bên răng hàm, và khi mà mình gắn vô thì nó sẽ giữ cho cái răng ở phía sau trụ nó không bị nghiêng, còn cái thanh phía trước thì để giữ khoảng cái chỗ mà mình bị mất răng sữa. Thì các bạn sẽ thấy đi thao tác gắn thì rất là đơn giản thôi, cậu bé rất là dễ chịu, không có bị khó chịu gì cho cậu bé hết. Và cái này mình dán cố định luôn vô trong miệng, cho nên các mẹ cũng không cần phải lo là bé sẽ bị đau cấn gì đâu nha, bởi vì cái nó vừa in như trong răng của ba mẹ. Có thấy tuyệt vời không ạ? Chỉ một khí cụ rất là đơn giản và dễ mang như vậy thôi đã giúp có thể bé phòng ngừa được những sai lệch răng hàm sau này, và giúp cho ba mẹ có thể tiết kiệm chi phí này, tiết kiệm thời gian để chỉnh cho bé sau này, và răng bé thì đẹp và đều, nụ cười tự tin. Vâng, xin cảm ơn phụ huynh đã coi video này, và hẹn gặp video tiếp theo trong những ca lâm sàng thực tế tiếp theo để ba mẹ dễ hình dung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, giúp cả nhà có một nụ cười bình an.